Hello, hello. Hello Tiền Phan, hello. Hello mọi người, hello. Hello Lisa Nguyễn. Hello cho em xin chào mọi người. Chào mọi người. A là mọi người gì? Mọi người ạ đó hả? Giỏi quá ta. Hello hello Tường, Trần Tường. Nay cuối tuần hôm nay chị em có lạnh không? Hello hello Bạch Hà. Hello anh chị em có lạnh không? Đông khách không? Hello Linh Cáo. Nãy giờ không ho, có làm like là ho kỳ cục. Cái này là cần sự quan tâm trắng trợn nè. Nãy giờ không ho, làm like cái là ho. Uống miếng nước coi. Em chào anh Tính VN. Em chào anh Tính VN nha, Tính VN. Hôm nay tình yêu có ra điều kiện nha. Ai mà kêu tôi bằng chú là tôi lót đó. Tôi nói trước á, đừng kêu tôi bằng chú nha. À, nhớ nhớ đè cái đầu dũa xuống. Bên em làm vắng lắm anh tình yêu ơi, mùa này chơi lạnh quá mà. Ồ vậy hả? Số 5 đè cái đầu nó xuống nè. Cái tay của mình để cho nó thẳng ra, thấy không? Để là nhớ hai bên cái thiếp này lấy cái nó ra. Hello đệ tử, hello Tính. Em chào anh Đàm Vĩnh Ho. Ê, lót ở nhà, đừng có nói vậy đi nha, lót thiệt à. Lót là cho nó khóc rồi nó khóc luôn nha, nha. Số 4 nha, số 4. Đó. Để dán một nửa cái tip thôi, đừng có dán nhiều quá để đè cái đầu nó xuống. Đó, cho nó uống nước, cho nó đè cái đầu nó xuống cho nó uống nước. Kha kha cái gì mà kha kha. Không có chơi Đàm Vĩnh Ho trong đây nha. Đàm Vĩnh Biệt thì tôi chơi chứ tôi không thích ho à. Đó. Chưa. Rồi số 2 nha. Nè, cái nào mà nó bị méo thì bẻ bỏ đi. Cái móng á, cái móng thấy nó có một cái lằn ở chỗ này không? Dán một nửa thôi. Ok, dán một nửa thôi. Đó, dán một nửa nè, thấy. Để hai bên cái góc vô cho nó cong nè, khi mình thả ra như vậy nó mới thẳng cái móng, thấy không? Hello Justin Nguyễn, hello em. Hola, ¿cómo está, mami? Số 8, it's number 8. And a half, and put it down in the top right here. Make the curl, okay? Okay, take the both side, the blue up, right there. And number 5. Okay, number 5. And number 5, put it down like that. Make the her nail straight like that, and push the loop in the both side out like that. Hello, tình yêu. Axel from North Carolina. Been doing the nail for 19 years. Now you do suck and great job. Thank you, baby. Thank you so much. And number 4 right here. Okay, you have to loop. Just a little bit blue, okay? Not too much. You know, and you have the number 4 right here. Put it down, half. Put it down, see? Make a straight like that, okay? Thank you, anh Trần. Thank you, em. Okay, number 5. Number 5. Here.
See, make the trade like that. Okay, put it down. See? Hello Phước Lộc Trần. Hello, hello everyone. Yeah. Chào cả nhà nha. Yeah. Số 2, number 2, right here. Down like that. Okay, you see? And okay, the nail sẽ cắt. She want a long nail. Right here? Not too long. Not too long? Yeah. Good? A little more. A bit more? Yeah, because I'm on the computer. Okay. And you have to cut left side and you do this side. Hold right here. Move it back right here. Take the finger down. Do that, okay? See along a little bit and cut. Okay, you see? And even now, see? Cut this side too. Then move this one back. That's why I make the nail even. Okay, mình cắt ngắn như vậy, hai cái bên ngón tay nó đều nhau. Cái này ví dụ như cái ngón này nó là nửa móng thì mình nhìn bên đây mình cắt nè, cắt đây nửa móng. Okay. Okay, qua bên đây cũng vậy. Mình không có thể đo, mình cắt nửa móng. Okay. Hi Andy, anh tình yêu ơi. Anh tình yêu ơi, khi kích kéo cái gì? Chích keo vô móng có cần cho keo chảy ra hai bên chân móng luôn không? Em không cần phải cho keo chảy, em cứ để một cục keo ở giữa, em đè nó xuống là nó chảy ra thôi, chứ đâu cần đâu em. Đâu có cần phải cho nó ra ngoài cái móng này làm gì em. Em đè là tự động nó có lưu là nó chạy ra ngoài thôi, không cần đâu. Bên đây mình cắt dài ra ha, bên đây mình cắt dài ra. Ok, mình check it out right here, see? They long little bit and cut down even. See, khi mình cắt lại thì mình sẽ nó even, thấy không? Ok, bên đây. Đó, nó cái này nó sẽ dài hơn. Cắt cái này đi. Ok. Right here. Cắt cái này ngắn đi. Thì như vậy là 10, mình có 10 ngón hoàn toàn, 10 ngón nó mới giống nhau được. Chứ anh chị em cắt đại, anh chị em đo, đo làm sao mà đo được. Thí dụ mình nói đơn giản thôi, bây giờ tình yêu nói đơn giản ha. Tại sao tình yêu nói như vậy? Có nghĩa anh chị em cắt bập và anh chị em đo, anh chị em coi cái này đâu có bằng nhau đâu, sao anh chị em đo được? Hiểu tình yêu nói không? Không thể nào nó bì nó đều nhau được. Okay, trước khi mình làm nail á, mình thấy cái móng tay của người ta nè. Ok. Cái tay của khách hàng nó có da đó, mình chắc cắt cái da nó đi, cắt cái da cho nó bớt nè. See, mình cắt mấy cái này bớt đi cho nó đi. Cho khách của hàng của mình, thấy không? Cắt từ từ thôi nha, để nó cắt mấy cái da dư này nè, đó, mấy cái da dư này cắt đi. Đó, cắt cho nó. Tội nghiệp người ta, cắt cái này cho người ta đi, để da nó không có được đẹp, tí nó mình làm nó không có đẹp. Nha, mình cắt cái da xuống cho người ta chút. Đó, cắt mấy cái da dư này đó, cái da chết nè. Thế, khách hàng của mình thì mình phải cắt nha. Bàn tay này anh làm rồi, hồi nào mà làm rồi em? Cái này anh làm lâu rồi mà. Làm lâu lắm rồi mà. She had to come back to do the nail, different nail. She don't want that old nail no more. She want a different shape too. Đó, mình cắt mấy cái da dư nè, thấy không? Cái da nó dư nè. Đó, bây giờ mình cắt cái sledo nha. Cái sledo mình phải cắt bằng cái này. Mình phải cắt bằng cái này, coi tình yêu cắt nha, tình yêu chỉ cho anh chị em cắt xếp cái móng này như thế nào. Ok, mình coi cái cây bên đây nè, mình đưa qua hết bên đây, để nó dài lên đây nè, cắt nó qua. See, bên đây mình đưa nó qua hết bên đây, canh bên đây nó ngay đây, thì mình phải canh nó ngay đó, để mình đưa ngay chính giữa. See, cắt là nó sẽ nhọn, cái mũi nhọn, thấy không, nó ngay chính giữa, hiểu không? Nè, bên đây mình đưa vô đây hết bên đây, đó, đưa nó qua. Thấy không? Này thì mình đưa bên đây qua bên đây. Thấy chưa? Thì cái mũi nhọn nó nằm ngay giữa. Anh chị em hiểu không? Dạ, yeah, cái tay cơ đeo cái nhẫn. Anh có nhiều khách lắm em ơi, anh còn không nhớ nữa. Ok, nhớ mình cắt không? Đó, cắt cho nó ngay chính giữa. Thấy không? Cái móng nè, đưa ngay chính giữa, cái móng nó nằm ngay giữa. Thấy nó nhọn ngay giữa không? Nè, cắt đưa qua hết bên đây nè. Đó, đưa qua hết bên đây cắt. Đó, đưa qua hết bên đây cắt. Thấy không? Nó nhọn như giữa nè. Thấy chưa? Chỉ cần mình xếp lại cái nó thôi. Xếp này là xếp nhọn, sledo em. Nó gọi là sledo, nó gọi là móng nhọn nha.
Ok, đó. Thấy chưa? Các phần dùng bằng kéo nghe Uyên Teresa. Không có dùng cái này được cưng. Phải dùng bằng cái kéo, à, không có dùng bằng cái kềm được, mà dùng cái kéo nha. Thế tình yêu cắt không? Nó ngay cái mũi nhọn ngay đó. Cái mũi nhọn nó nằm ngay giữa, tí mình xếp một cái là nó ra cái muỗng như đẹp, nó ra nó đỡ thời gian cho mình. Mình không có mất thời gian. Thấy không? Khi mình cắt là nó mất không có mất thời gian, để cho nó nhọn cái đó. Thấy không? Đó, mình không có mất thời gian nha. Đó. Thấy không? Ok, rồi xong xuôi. Nhớ nha, nhớ là đưa cái kềm qua hết bên đây luôn nha. Rồi bên đây mình đưa qua hết, bên đây là hai cái mũi nhọn nó chạm vô với nhau. Ok. Kéo cắt phần chuẩn hơn không anh? Đúng rồi, kéo cắt có phần nó mới chuẩn. Bây giờ mình vũa cái này nè. Thấy mình vũa cái này không? Vũa cái lằn này trước. Ok, mình vũa cái lằn này vũa nhẹ thôi, đừng có vũa mạnh nhé. Đừng có vũa mạnh, vũa cho nó bay cái lằn này đi thôi. Đó, bay cái lằn này nè, đó, bay cái lằn này. Từ từ mình làm cái bộ nail. Mấy cái bộ nail móng này đẹp á. Mình phải làm nha. Dạ, tên bữa nào anh like về cắt có phần luôn nhé. Ô, tình yêu có làm đủ thứ hết á, Teresa. Teresa vô coi lại nha. Teresa coi yesterday tình yêu có làm một bộ có phần cắt có phần luôn á, hôm qua đó. Hôm qua hay hôm kia gì đó tình yêu có làm á. Cho Teresa vô đó share lại coi nha. Đó, mỗi ngày tình yêu có thời gian thì tình yêu share. Ừ, anh nhớ móng vậy có kiêng nước không? Nếu động nước bình thường thì chơi được bao lâu? Kiêng nước là gì em? Làm này mà kiêng nước thì đi làm gì em? Ai mà làm kiêng nước? Ok, xong rồi mình làm cái gì? Nè, mình dùng cái dũa nè. Ok. Mình dùng cái dũa, mình dũa nha, mình dũa cái xếp. Cho tình yêu sẽ chỉ cho anh chị em dũa cái xếp này khi nè. Cái tay của người ta nè, banh hai cái thịt này, banh hai cái miếng cơ bên đây nó có lưu nè, thấy không? Lấy nó xuống nè. Xí mình dũa hai bên đây thôi nha, dũa chỗ này nè. Đó, mình dũa cái chỗ này nè, dũa vô. Đừng có đụng cái chỗ này nữa nha. Nè, đây nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, dũa nhẹ vô thôi, dũa nè. Nhưng nó có lưu thì lấy nó ra nha, đó, dũa nó vô. Anh chị em thấy không? Dũa nè. Đó, mình dũa nè. Nhớ là phải dũa nha. Chứ đừng có lấy cái kéo cắt nha. Kéo lấy cái kéo cắt đó là bảo đảm nó hư cái móng xà lê đồ đó nha. Nó nhọn mà nó nhọn không có đúng cách. Nó nhọn mà nó không có bầu đó nha. Còn cái này mình dũa là phải nhọn để cho nó nhọn nó đẹp, chứ không phải là mình dùng cái kéo mình cắt cho nó lẹ nha. Cắt cho nó lẹ nó nhọn nhưng mà nó sai. Nó bị sai cho nên mình phải dùng cái này. Thấy chưa? Anybody see now? Look. Xà lê đồ. Ok. Thấy không? Đó, nó phải nhọn như vậy nó mới đẹp. Thấy chưa? Thấy cái bóng nhọn không? Nó nằm trung tâm ngay chính giữa, không có đụng đại gì hết. Ê, hello Kevin Cao, hello. Hello Kevin. Nhớ không? Nè, đó, dũa nè. Dũa nè, đó, bên đây cũng vậy nè, dũa nè, đó, dũa nè. Thấy chưa? Dũa hai bên cái cạnh chỗ mình cắt á, đưa vô cho nó bầu. Nhớ nha, đó, cho nó bầu. Chứ đừng có cắt cái kéo bụp đen cái nó nhọn quắc, mà chỗ này nó ốm to ốm teo à, nó không có đẹp nha. Nó ốm đó, nó ốm giống như khe bình cao vậy đó. Nó ốm giống khe bình cao, làm móng nhọn thường xuyên nó không có đẹp. Có nhiều má à, có gì, có nhiều má chưa bao giờ gắn móng nên cứ nói làm móng này bao lâu thì rớt, trả lời mấy vụ. Đó, cho nên anh chị em nhớ cố gắng á, làm móng xà lê đồ á, là nó phải mập này giống như tình yêu vậy nó mới đẹp. Làm nó đẹp vậy nó mới giống tình yêu, chứ đừng có làm móng nhọn mà nó móng giống Kevin cao là không được nha. Đó, thấy không? Thấy nó nhọn nhưng mà nó phải bầu, thấy không? Nó phải nhọn nhưng mà nó phải bầu rồi đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Nói ít lại nữa, sao nói ít lại? Trời ơi, sợ ai mà tôi nói thấy nói ít lại. Nói nữa là Andy, anh cái Andy đó nha. Lót anh bây giờ á. Đời không có gì mà cười không vui hết. Có cái gì đâu mà sợ không cười. Cười đi em, cười lên cho đời bất khổ. Đó.
Đó, nhớ dũa như vậy thì nó mới đẹp được, nó mới nhọn nè, nó nhọn nè mà nó có cái độ bầu. Xí, thế tình yêu dũa không? Nó nhọn nhưng mà nó bầu, cái chỗ này nó mới đẹp được. Thấy chưa? Xí, thấy không? Tình yêu nói đúng không? Nó phải nhọn nó đẹp. Ý em nói giọng cười anh thoải mái. Đúng rồi em, có gì đâu không thoải mái em. Mình phải cười lên cho đời bất khổ. Làm nhiều quá rồi đâu có còn gì đâu mà nó mệt nhọc. Cho nên cười lên đó, cười lên cho nó vui. Hai người đẹp Andy, Wendy. Hai Wendy Trần, em khỏe không? Hello Ngọc Bích Tuyền, hello mọi người nhé. Tình yêu xin chào đại gia đình. Đó, nhớ nha, cái tay của mình phải để thẳng nè, đó, thẳng như vậy thì mình giũa cái móng nó mới đẹp được, nhớ không? Như cái móng nó mới ra đẹp được. Em bỏ vô đây nè, ghi mấy cái phiếu nãy sáng giờ em làm, em ghi cái gì ghi vô đi. Em ghi em dục vô đó cho anh luôn. Cái phiếu ở trong phòng á, hỏi Vũ đưa cho. Đó, hello Tina Cao. Thấy không, khi mình cắt nó còn dư hai cái mép bên đây nè, đó hai cái cạnh bên đây mình giũa nó vô thôi, đó giũa nó vô thôi, xí giũa hai cái từ hai cái chỗ đó thôi, thấy chưa? Thấy không? Đó, thấy không? Thấy chưa? Đó, giũa vô tự động là tự động nó vô nè. Rồi xong xuôi là mình làm gì? Nè tình yêu, anh chị em muốn coi nó đẹp á là anh chị em phải quay cái đầu móng lại nè, quay cái đầu móng lại nha, quay cái đầu móng lại đó, coi cái chỗ nào nó méo đó, coi cái chỗ nào nó méo. Bốn cái ngón này quan trọng lắm, nó phải đều nhau. Xí đó, coi nó có đều nhau không? Đều nhau thấy không? Thấy chưa, nó đều nhau nè. Xí rồi mình coi cái móng là nó đều không. Chưa đều mình giũ lại cái nữa nè đó, thấy chưa đó. Nó như vậy nó mới đẹp nha. Bên đây khách không, tình yêu không làm deep. Tình yêu không có làm deep ở tiệm nha 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 Huỳnh Anh Trấn. Tình yêu không bao giờ làm deep ở tiệm của tình yêu. Tình yêu chỉ làm bột thôi. Khách ở đây không chơi deep Tuấn ơi, có ở vòng vòng đây nó có làm nhưng mà tình yêu không có làm. Tình yêu không có làm deep. Tại vì làm deep á mình không có rành rõ cho nên mình không có làm. Mấy phần deep nó không có đẹp, không có design được. Đó, nhớ không, thấy tình yêu giũa nhẹ nhàng đó, mà nó ra nhọn đẹp đó. Hello anh nhí, làm ôm lên hay làm gì vậy anh tình yêu? Hôm nay tình yêu làm cái màu này hơi bị đẹp á nha, hai cái màu này là hơi bị đẹp á, ghiền luôn á. Hello. Nhớ nha, giữa cái tay người ta cho thẳng, giữa tay cho thẳng, giữa cho nó đều, đừng có để nó mắc cái shape mà nó không đều là nó không đẹp nó nha. Làm mấy cái này là phải cẩn thận, đừng có mắc cái shape của mình quan trọng lắm. Cái bộ nail đẹp hay không là do cái shape. Hello mọi người nhé. Móng tay tự nhiên hả anh? Cái này móng giả đó Hoàng. Cái này là mình tình yêu làm mẫu nào cũng đẹp. Cảm ơn anh chị. Thấy deep giống như anh Phong chào. Ghi nhiều tờ. Hả? Thấy tình yêu giữa không? Nhẹ nhàng thôi. Đừng có dùng sức quá, chị em đừng có dùng sức. Mình dùng sức quá biết sao không? Dùng sức quá cái móng này nó còn mềm, nó đang còn mềm nè, nó dễ bị lệch tình yêu. Cho nên tình yêu giũa dùng bằng cái độ nhám này để mình giũa thôi. Mình đừng có dùng cái sức của mình đè cái đầu giũa, để dùng cái do cái nhám thấy không? Ok. Nó thích móng nhọn Tuấn Hoàng, nó thích này là thích móng nhọn em, nó muốn làm móng nhọn em. Móng này để nó về nó đánh ghen với con mấy con nhỏ ở hàng xóm á,
cô chồng của nó. Right? Huh? Yes. Yeah, she say yeah. Hello, hello em. Hello Sơn Tây Color. Từ ngày xem clip của anh tình yêu làm nay tiền bộ hơn rất nhiều. Cảm ơn nha. Anh chị em nhớ coi nhiều nhiều đấy để học những cái technique này về mình làm cho cái tiệm của mình ha. Ok. Làm mấy bộ nail này á là bảo đảm là ghiền luôn á. I love this shit. I love this shit. I love Salado. Take the time, do it, but it's pity. Thấy dũa móng, cái móng là thấy đẹp lắm. Dạ, cảm ơn. Đó. Hello, Huỳnh Anh Tuấn á ha. Jennifer, hello em. Hello Dũng. Hello Dũng, hello mọi người nha. Tình yêu hello, hello hoài. Cứ ai mới vô cũng say hello. Đó, cứ say ai vô mình cũng say hello, hello hết. Khéo tay quá, nói chuyện nghe cũng duyên nữa. cái đẹp khen nha Mina nha. Mina khen anh cưới anh làm chồng đi em. À, anh đang cần tình thương, chờ giá lạnh mùa đông mà không có ai ấm sự ấm tình thương hết. Nghe em nói cái anh muốn rụng tim luôn. Rồi xong, bây giờ mình vuốt cái xếp xong rồi mình coi là cái tay nha, coi là cái tay của người ta có đẹp không, nó có đều không. Yeah, it's đều chưa, đẹp ha. Ok, giờ mình làm ha. Có ghê ha, có ghê quá ha, ghê quậy, có gì viết cái gì mà không hiểu vậy. Ngưỡng mộ anh tình yêu. Ok, trước khi mình ấy mình đắp cái, mình xức cái primer lên trước nè. Xức cái primer là xức ít thôi nè, ít thôi, đừng có xức nhiều, thấy chưa, xức ít thôi. Xức ít thôi đó, xức ít thôi, xức ít thôi nè, nè xức chút xíu thôi đó. Một cái là mình xức 5 ngón luôn. Ok đó, một cái mình xức 5 ngón. Ok. Hello anh tình yêu đẹp trai. Anh tình yêu ơi, anh chỉ cho em cách làm thế nào để được nhanh và hiệu quả. Ồ, nhanh gọn á hả. Tình yêu thì làm nói rồi, anh chị em nhớ cố gắng đắp bột chuẩn, đắp bột cho chuẩn, dũa ít thì nó sẽ lan lẹ thôi. Em cũng sắp qua Mỹ rồi mà không biết làm khi nào mới đẹp được như anh. Trời ơi, em mới sắp qua Mỹ thôi hả. Em mới sắp qua Mỹ sao em làm đẹp giống như anh được. Em phải 20 năm nữa em mới làm đẹp. Màu lavender, ok, màu lavender is the pretty color, purple, ok. Tình yêu xài cọ số 14 ha, tình yêu xài cọ số 14, design by Tony Lee, ok. Đó, trước khi mình làm cái cọ mình phải chùi, rồi mình dùng cái miếng này nè, mình để lên cái tay khách của khách hàng, ok, cho khách hàng nó thoải mái khi mình đắp bột, ok, thấy chưa, rất là thoải mái, ok, anh chị em thấy rõ không? Có những móng dài quá em kéo bột hai lần dễ bị có khớp. Ok, nhớ nè, nhớ cái khi mình đắp bột á nè, coi tình yêu đắp bột ha. Nè, cục bột lúc nào cũng vậy, cục bột lúc nào cũng vậy nha, mình lấy vừa đủ nè. Nè, mình lấy cục bột vừa đủ là mình thấm xuống miếng giấy nè. Đó, mình thấm xuống miếng giấy thấy chưa? Thấy chưa? Rồi mình để lên nè. Đó, mình để lên rồi mình đưa cục bột vô. Mình đưa cục bột vô, mình chúi cái tay người ta xuống. Xí, chúi cái tay nó xuống nè, để cho nó chảy. Đó, rồi mình đưa nó vô, đưa nó vô. Đó, rồi mình đập, 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 mình đập. Thấy không? Đập ở trên đây nè, đập, đập, đập. Đập, đập cho nó mỏng ra, xí. Đó, từ từ, cái cọ của mình từ từ nè, mình cứ thấm nước từ từ, mình vuốt vô nè. Đó, vuốt nó vô. Đó, vuốt nó vô, vuốt cái móng vô. Từ từ nha, từ từ nè, đó, từ từ, từ từ. Đừng có gấp, không có gọi gì. Vuốt vô cái móng, vuốt vô cái móng, xí. Vuốt vô cái móng, đó, vuốt vô cái móng. Thấy không? Vuốt vô, vuốt vô. Thấy chưa? Vuốt vô nè, cứ vuốt từ từ đi, đừng có gấp. Vuốt từ từ. Lắc qua lắc lại. Lắc qua lắc lại. Lắc qua lắc lại. Xong. Ok, nè. Đó, thấy không? Trước khi mình làm á, mình dùng cái tay của mình thì nó dơ đúng không? Mình lấy miếng giấy. Đó.
Đó, không hỏi giá. Đúng rồi, kêu nè, cứ dùng cái ngón tay mình bóp hai bên đây nhẹ thôi nè. Thấy chưa? Nhẹ nè. Thấy chưa? Anh chị em thấy không? Cái tay của mình bóp hai cái cục nhẹ thôi là cái móng nó sẽ nhọn. Thấy chưa? Nó nhọn hai bên đây. Tí nữa mình mắc công mình đỡ phải dũa nè. Thấy chưa? Đó. Nhớ không? Đó, nó nhọn mà mình khỏi phải dũa nhiều. Mình khỏi phải dũa nhiều. Hai kim mi. Đó. Cho nên khi mình đắp bột, mình không cần phải dùng bất cứ một cái gì. Mình dũa cái xếp, mình chỉ cần lấy hai ngón tay mình bóp thôi. Ok, trước khi mình bóp xong mình dùng cái tờ giấy mình chùi lại cho nó sạch, nhớ không? Đó, đơn giản lắm. Nè, bây giờ cục bột thứ hai nè. Tình yêu lấy nè. Thấy chưa? Cục bột vô vô cái đầu, mình thấm xuống miếng giấy. Đó. Ok, xuống miếng giấy bỏ lên nè, 70%. See? Đưa cục bột vô. Đưa cục bột vô. Ok, rồi chùi cái cọ, thấm miếng nước, thấy chưa? Cho nó khô. Nè, đập over, đập over cái cục bột xong rồi kéo. Kéo cho nó mỏng, xí. Kéo cho nó mỏng, xí. Đó. Đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Kéo là từ từ, thấy không? Kéo cái cục bột ở chỗ đây nó mỏng mà chỗ này nó dày. Thấy rõ không? Đó, thấy chưa, đưa từ từ nó vô, đưa ra ngoài, đừng có vội vàng nha. Thấy chưa, thấy tình yêu làm đâu có vội vàng đâu, anh chị em thấy đừng có vội vàng, đừng bao giờ vội vàng hết, vuốt từ từ cục bột nó mới đẹp được. Thấy không? Ô, để em thử tham vào giấy, em chưa thử khoảng này. Nè, dùng cái tay nè, thấy, dùng cái tay nè, bóp nhẹ nó nè. Thấy chưa, bóp nhẹ nó vô chỗ này nè, thấy, bóp nó vô nè. Đó. Thấy không? Đơn giản không? Nhọn, đẹp, gọn gàng vô. Tay của mình chùi vô miếng giấy là nó sạch cái tay thôi, đâu có cái gì đâu. Ok, đơn giản. Đó. Lấy miếng bột, cục bột dồn về cái đầu. Nè, thấm xuống miếng giấy. Cái cục bột nó phải dày. Đó, thấm xuống miếng giấy là nó khô, nè, bỏ lên nó không có chảy. Thấy không? Thấy bỏ cục bột lên nó không có chảy không? Đó. Xong là mình nghiêng cái tay người ta xuống nè. Đó, thấy không? Nè. Nè, đập nè. Đó, đập nè. Đập kéo over nè, kéo over. Kéo over cái móng, cái cọ mình phải đi qua đây nè. Nó over cái móng này nó mới kéo được mỏng. Tại vì anh chị em đẩy ở đây, cục bột đẩy ngược lên trên đó lại. Cho nên nó không có mỏng, nhớ không? Thấy tình yêu làm không? Đó, mỏng over nè. Bây giờ mình kéo xuống từ từ. Thấy chưa? Kéo hai bên này nè. Ở cho chính giữa này nó mô, nó dày. Đó, nhớ không? Cho chính giữa nó dày, ở hai bên nó mỏng nó mới đẹp. Đó, cho hai bên nó mỏng nè, hai bên này nè nó mỏng, đưa vô cái móng. Đó, đưa vô cái móng nè, đó. Thấy chưa? Đó. Khi mà nó cong xuống nó có cái độ cong nè, tạo cho cái đường cong ở chỗ này nè, đó. Anh ở đâu thế anh? Ờ, anh ở bên Mỹ em ơi. Nè, dùng cái tay nè, đó, dùng cái tay nè. Bóp nhẹ nhẹ vô nè. Thấy chưa? Thấy nó đẹp không? 10 ngón như nhau. Nè, cái tay của mình dính bột chùi vô miếng giấy xong. Thấy không? Ok, đơn giản thôi, không có gì mà khó hết. Anh chị em không có gì mà khó đối với mình, thật sự mà mình làm á, mình phải có cái cách. Đó. Nè, chút xíu nè, cục bột dày thấm xuống miếng giấy nè. Đó, bỏ lên đây nè, 70% nè, 1, 2, 3, kéo để cái cục bột, nghiêng cái tay người ta xuống nè, đưa cục bột vô chính giữa nè, thấy chưa, đưa chính giữa cho nó dày chính giữa, thấy không, rồi mình nha, cúi tay xuống, trúng cái cọ vô nước, chùi cái cọ cho sạch, thấm miếng nước, đánh over nó nè, đó, over mình đập nó, vừa đập vừa kéo nè, đó, thì nó mới mỏng được, đó, chứ anh chị em cứ chọt ngay chỗ này, cục bột nó chạy lên đây, nó bị dày trên đây, bỏ lên, tại sao nó không bị khô vừa cái lằn, tại vì do mình đắp bột. Đó, cho nên anh chị em cố gắng lên mình làm mấy cái này, thật sự nó không có khó, mà tại mình không để ý những cái chi tiết nhỏ thì bảo đảm để ý mấy cái chi tiết nhỏ là mình sẽ làm bộ nail ra rất là đẹp. Thấy không? Đó. Thấy không? Tình yêu vuốt hai bên cho nó đều, cho nó thẳng cái móng là ra tới đây, tình yêu không có ụp nó được, mà tình yêu dùng cái ngón tay tình yêu kéo nè, đây nè, kéo nè. Kéo nè, thấy chưa?
đó, tình yêu kéo nè, cho nó vô cho nó nhọn nè, thấy chưa, nó gom vô nó sẽ nhọn mà nó đẹp. Ok, không cần biết làm gì miễn sao có tiền, không có cái gì mà thì tây như cái lòng ý. Cái gì lòng là cái gì ta? Không có chi, không có chi. Nói chung là mình phải biết cách làm thì bảo đảm là nó sẽ đẹp nhé. Đó, có bột là tình yêu vũa nè. Tình yêu lớp cục bột lúc nào nó cũng dày cái đầu, thấy không? Tình yêu bỏ lên nó không có bị dính nè. 1, 2, 3 nó không có dính. Thấy chưa? Cái cọ của mình nó không có dính. Tại vì anh chị em lấy bột nó chạy tràn lên trên cao quá là nó bị dính lại là bình thường thôi. Có những người nói chuyện mất lịch sự quá. Không có sao. Kệ, đừng có để ý. No, ignore mấy người đó đi. Đừng có để ý nhiều. Kệ, họ muốn nói gì họ nói. Mình đừng có để ý họ thôi, kệ. Họ mắc lịch sự thì họ muốn nói gì họ nói, mình đừng có nói lại được làm chi cho mệt. Mấy người đó hồi đó mới sanh ra đi học mới lớp 1, cô giáo chết về, ba mẹ chết sớm á, cho nên không có giáo dục là chuyện bình thường thôi em. Mấy người đừng có bận tâm làm gì. Tình yêu không bận tâm, mấy người bận tâm chi cho mệt. Mấy người đó người ta thông cảm đi, người lời nói người ta không có lịch sự, không có giáo dục, có nghĩa là người ta không có được đi học á, cho nên người ta không có được vậy thôi. Mình phải ca, mình thấy tội nghiệp cho những người đó. Này dùng cái này nè. Thấy không? Xong, đó, đơn giản thôi, gọn gàng sạch sẽ. Thấy không? Nè, đó, bây giờ cái tay mình để lại cho coi. Chưa lại đâu, nó nhọn nè. Đó. À, anh đang xài cọ số mấy? Anh đang xài cọ số 14 em ơi. Cọ số 14 nha. Số 14. Thấy không? Cục bột ít nè. Bỏ lên thấm xuống giấy nè. Một, hai, ba nè, đó, thấy không? Cái cục bột tình yêu dồn vô chính giữa nè. Dồn vô chính giữa nè, đó. Đó, thông cả. Thấy không? Đó, đập cái cục bột over nè, over nè. Over nè, thấy không? Thấy cục bột tình yêu đập over không? Kéo over, over thì nó sẽ bảo đảm nó đẹp. Đó, đẹp nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Vuốt vô từ từ, đừng có cho nó chạy ra ngoài nè. Đó, vuốt vô. Vuốt vô, đó, vuốt vô. Thấy không? Cảm ơn anh Lê, cảm ơn mọi người nha. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe nha. Không có, cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị. Mình đừng có bận tâm với mấy những người đó anh chị em à. Mấy người đó người ta không có giáo dục, cho nên người ta ăn nói mắc lịch sự là chuyện bình thường. Tình yêu thấy những cái comment, tình yêu thấy còn gớm nữa. Chứ đừng có nói là con người. Mình cái con người của mình mà nói chuyện ra mà nó không có một chút lịch sự là cái con người đó không có đủ xài được. Ok. À, cha mẹ không có cho đi học hoặc là cha mẹ chết sớm á, thông cảm đi, cho nên không có được ăn học. Trời ơi, tay móng tay người ta mà kêu làm này sao mà thụ dâm, nói chuyện gì mà mắc lịch sự vậy. Dạ khỏe các em, cảm ơn. Bên em giờ 2 giờ sáng rồi, muốn đi ngủ. Trời ơi, sao không đi ngủ đi. À, chào mọi người nha, chào anh chị em. À, chào em. Đàn ông người ta làm được đẹp còn hơn đàn ông ở gì, ở không nói nhảm. Đúng rồi, ở đây thời buổi này là thời buổi kinh tế khó khăn lắm, nói vậy chứ đủ thứ chuyện sau lưng hết anh chị em ơi. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, phải không? Mỗi nhà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đó, thấy vậy chứ ở Mỹ đâu có sướng đâu, cực khổ lắm. Giờ này là cái giờ người ta chuẩn bị người ta về cơm nước với vợ con. Mình giờ này còn ngồi kiếm tiền. Mỗi người nó có mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai hết. Đó, đáng lẽ là những người mà thấy như vậy mới gọi là ủng hộ cho nhau tinh thần, để là tạo thêm một cái áp, một cái nguồn động lực để cho những người ta làm like, chia sẻ cho những người anh em. Đó là những cái lời nói mà hay ý đẹp, lời hay ý đẹp để cho người ta nó có một cái gì đó. Nó động lực cho người ta để người ta làm like, để người ta giúp cho những người khác.
Chứ cái này thật sự ra nó cũng đâu có tiền bạc gì đâu anh chị em. Đó, nó cũng đâu có tiền bạc gì đâu. Nhưng mà người coi á, mà để làm cho những người khác người ta kích động người ta thì nó hay hơn. Chứ còn vô đây anh xàm thì cũng đâu có ai sợ đâu. Cũng chẳng hay ho gì, nhưng mà đều có một cái á, để người ta nói lên trên đầu mình, có nghĩa là người ta, con người của mình hết xài rồi. Ok. Anh không có cái gì mà anh ngại hết. Thật sự ra đánh anh còn chưa sợ, chứ nói xấu sợ gì. Nhưng mà mình nói con người mình phải có cái phép lịch sự tối thiểu, để cho người khác người ta nhìn vô, nước khác người ta nhìn vô, để nói nước Việt Nam của mình đó, con người Việt Nam của mình nó ăn nói mắc lịch sự. Thấy không? Mình đâu có gì đâu mà phải nói đụng chạm tới ai, mà ai vô đây đụng chạm tới mình là thấy không đúng rồi. Ai đó thấy móng nhọn nói chơi ý mà. Trời ơi, cái đó không phải nói chơi em. Nói gì kỳ vậy? Chơi thiếu gì cách nói. Trời, anh thấy cái câu nói không là anh muốn sợ rồi, chứ nó chơi cái gì em. Nói người ta móng nhọn là sao, thủ dâm. Nói gì kỳ vậy? Thiếu gì có nói. Thiếu gì cách nói, đâu có ai mà đi nói như vậy đâu. Nói như vậy là coi như mình nói thiếu gì cách để mình nói chơi. Cái câu nào nói chơi tình yêu hiểu được, cái câu nào nói không chơi tình yêu hiểu được. À, anh khéo tay thật đó, ước gì ở gần chỗ em sẽ ủng hộ anh. À, cho nên mình coi like bất cứ người nào cũng vậy, dù có làm đẹp hay làm xấu hay gì cũng vậy, mình không thích thì mình đi ra thôi, chứ mình không thể nào vào đây mình nói chuyện bậy bạ được, đúng không? Nhớ cố gắng vậy thôi, lời nói đâu mắc tiền mua đâu, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. À, đâu có gì mà khó khăn. Ví dụ mình cảm thấy mình không thích vô đây thì mình đi ra, đâu có ai ép mình vô đây đâu. Đó. Tự nhiên vô đây chỉ trả lời, chỉ nói một câu xong đi ra, cũng mà nói một câu cũng không được vui vẻ nữa. Thấy không? Đâu có ai ép mình vô đây đâu, mình đi nói xấu người ta làm gì? Tình yêu dùng bột của tình yêu nha anh chị em, cái màu này là cái màu lavender, cái màu này là cái màu lavender của tình yêu. Lavender C3 của tình yêu á. Cho nên tình yêu làm cái màu này nha. Đó. Thấy không? Mà có nhiều người vô đây mới nói xong cũng có người nhảy vô nói móng tay gớm quá, thấy không? Trời ơi, móng tay của người ta mà gớm cái gì? Đâu phải móng tay của mình đâu. Trời ơi, cũng nói nữa. Bó tay luôn. Rồi kinh khủng nữa. Mỹ Ngọc gì nè. Những cái lời nói vậy mà cũng đi nói được. Mấy bạn không phải là dân làm nail thì mấy bạn đừng có nên comment bậy bạ. Ok. Những người này là tôi sẽ lock, nhưng mà tôi sẽ nói luôn, chứ không phải là tôi không lock. Tôi lock hết những người này chứ không phải là không lock đâu. Nhưng mà đều có, đừng có nói bậy bạ lên đây. Ok. Mình nó vô coi, mình không biết về cái nghề của người ta thì mình chỉ coi, không thích thì mình đi ra. Chứ đừng có vô nói bậy bạ trong đây. Người thì nói kinh tởm, người thì nói móng tay gì, trời ơi. Đúng rồi, kệ, nhưng mà mình phải nói chứ, mình cũng phải nói, nhưng mà nói cho những người khác người ta biết được cái gì là cái giá trị của con người của mình đó. Ok, nhớ đắp trong đây mỏng nha. Ok, mỏng nè. Cái mỏng cục bột này nó dẻo, nó dễ đắp lắm. Tình yêu pha nó dễ đắp lắm. Anh chị em nào muốn mua bột thì gọi cho số tình yêu ha. Số điện thoại là 832-216-7717 ha. Đó. Giờ tình yêu vuốt một cái nữa là xong rồi nè. Đó, vuốt hai bên cái cạnh là vuốt nhẹ thôi, đừng có vuốt mạnh quá nha. Bóp nhẹ nhẹ thôi, đừng có bóp mạnh quá, nó vô trong cái móng á, nó dư vô. Đó. Ok, bây giờ xong rồi mình đắp cái màu pink lên ha, cái màu thêm 4 lên nè. À,
ai nói gì sư phụ đâu, người ta chửi sư phụ thôi, người ta nói tay xấu rồi này kia thôi, đâu có gì đâu Hùng, bình thường thôi, chuyện tình thế thôi. Ok, màu này là cái màu CS, cái màu này là màu lộn, nói mà chóng mặt luôn nè, màu này là màu Ten 4N13. Ok, cái này hết đắp. Ok, bây giờ mình đắp cục bột là lúc nào mình cũng đắp ít thôi, đừng có đắp nhiều nhé. Cục bột mình lấy ít thôi. Nè, mình lấy cục bột ít thôi nè, mình bỏ lên nè. Đó, mình bỏ ít thôi là mình kéo ra nè. Thấy không? Dăm nó ra nha, dăm nó ra cho coi rõ nha. Đó. Đó. Nè. Cục bột ít nè, bỏ lên nè. Đó. Thấy không? Đó, những người như vậy, những người như vậy, anh nói có ngàn lần trăm lần họ cũng không nghe hả? Ok. Thấy không? Đẹp không? Bộ này bóng đẹp vậy. Cảm ơn. Ok, nhớ là cục bột bỏ lên nè. Thấy không? Đó, cục bột thứ hai nè. Cục bột thứ hai nè, bỏ lên nè. Kéo nè. Kéo nè. Thấy không? Thấy đẹp không? Quá tuyệt vời luôn á, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Thank you. Cục bột ít nè, bỏ lên nè. Nhớ cục bột ra nè. Đó. Cái cho nó to nó loan ra. Đó, xong rồi lấy cục bột thứ hai cho nó cục, lấy tại sao tình yêu lấy hai cục là tại vì không có muốn cho nó dày. Mình lấy cục bột nó dày lắm. Đó. Thấy không? Thí dụ nó thiếu thì mình lấy thêm, mình đừng có ngại nó. Okay. Thiếu thì mình lấy thêm nè. Đó. Thấy không? Người ta gọi cái đó là sao vậy hả? Cái này gọi là ombre em. Cái này gọi là ombre color. Ombre, ombre bột màu á. Cách làm là ombre đó em. Ok. Thấy chưa? Đó, mình làm cho nó gọn vô cái móng nhé. Cho lại số phone. Dạ, số phone của em là 832-216-7717 anh. 832-216-7717 anh. 832-216-7717 nha. Ok, đó. Nhớ không? Tình yêu làm từ từ cho anh chị em coi không? Nè, tình yêu làm từ từ nè. Bỏ lên nè. Kéo tình yêu đưa ra ngoài nè, tình yêu kéo nè. Đó, đưa ra ngoài nè, kéo nè. Đó, tình yêu kéo nè, thấy không? Kéo cho cái màu nó loang ra nè, đó, nó loang nó ra nó đẹp. Đó. Cho em lấy cục bột thứ hai nè. Cục bột thứ hai nè, tình yêu bỏ lên trên chat trong trong Kitiko nè. Tình yêu kéo nè. Kéo nè. Thấy không? Kéo nè. Kéo thấy chưa? Mà nó ra cực kỳ đẹp luôn. Ok, can I move your hand like that for me? See? Thấy không anh chị em? Thấy không? Dạ, không có chi anh chết Nguyễn. Đẹp mà còn kéo chút. Đẹp mà còn kéo một chút. Làm xong đại sơn treo và chỉ sơn với. Cảm ơn. Cái này không có sơn treo đâu. Cái này làm bột là làm sơn sơn thóp lên là xong thôi. Bỏ lên nè nhớ, bỏ lên nè. Đưa nó ra nè, kéo nhẹ nè. Cái cọ của mình kéo nhẹ thôi. Đó, chỉ cần mình lắc xuống nhẹ xuống vậy thôi là được rồi. Đừng có đè mạnh quá. Cái cọ phải thên cái cọ thì nó mới đẹp được nha. Cái cọ đừng có để nó mạnh tay quá. Nè bây giờ nhẹ nè. Nè kéo nè, đó.
kéo nè, đó. Thấy chưa, kéo nè, cho nó gọn lại nè, đó, cho nó gọn lại, thấy chưa, thấy không, đơn giản mà đẹp. Dạ không có chị, cho em hỏi cái đồ anh để tay khách lên gọi là cái gì? Ồ, cái này là cái kê tay đó em. Cái này là cái kê tay 10 đồng một cái, anh có bán 10 đồng một cái. Em cứ gọi số điện thoại đó là sẽ có bán nha. Anh sẽ có bán 10 đồng một cái. Nhớ nè, bỏ lên nè, đó, bỏ lên nè. Đó. Mua nó ra kéo nhẹ nè, đó, mua nó ra kéo nhẹ nè. Thấy chưa? Kéo nhẹ lại nè. Đó, kéo nhẹ lại nè, đó. Cảm ơn Bích Ngọc em, cảm ơn em nha. Đó. Đó, lắp nhẹ nhàng thôi nè, đó, nhẹ nhàng kéo nè, đó. Nhẹ nhàng kéo nè, đó, kéo cái tay của mình lẹ lên mà gọn. Ở trong cái cuticle là phải tròn, nó phải tròn đẹp như vậy mới được nha. Tại vì sao? Tại vì khi mình làm như vậy hồi mình vuỗ nó ít có mất thời gian. Ok. Đẹp lung linh. Tí nữa còn cái đẹp ở phía sau nữa nha. Nè, cục bột nè, bỏ lên nè, đó, từ từ nè, thấy không, đê lên nè, đè nó ra nè, chùi cái cọ nè, kéo nè, nè, chùi cái cọ nè, kéo nè, đó, chùi cái cọ, mỗi lần mình kéo là mình phải chùi cái cọ xuống miếng giấy, để cho cái cọ mình nó sạch, mình mới làm được khác, chứ nó bị nó dính bột lên đây, nó sẽ không có lem ra. Đó, nè, cục thứ hai nè, bỏ lên nè, sát trong cuticle nè, kéo nè, thấy chưa, kéo nè. Đó, làm sao cho nó sát vô trong cuticle mà đừng có để nó cao, mình đừng có để nó cao lên, nó phải cho nó sát vô trong như vậy á, thì nó mới đẹp được, thấy rõ không? Muốn coi bảng màu bột thì coi ở đâu? Vô trong cái Facebook của Tình Yêu hoặc là Uyên Nguyễn, có cái người Uyên Nguyễn đó, anh chị em thấy cái chữ Uyên Nguyễn không, vô đó coi nha anh chị em. Tình Yêu có cái Facebook của bà xã trong đó đó, anh chị em vô trong cái Facebook của bà xã cũng có, mà Facebook của em cũng có nha. Vô trong chỗ cái album á, album color á. Ok. Nhớ kéo cái cọ của mình, nhớ kéo cái cọ cho nó đều nha, cái đều tay nha. Đó, nhớ cho nó đều tay nè. Bên đây cũng vậy nè, nhớ cho nó đều cái tay của mình nè, đó, đều cái tay của mình, thấy không? Thì nó mới đẹp được. Thấy không? Nè, ok lại nha, lại một lần cuối cùng nữa là mình hết cơ hội coi rồi nè. Bỏ nè, lên đây nè, thấy không? Đè nó xuống nè, đè nó ra nè, đè cái cọ xuống nè, rồi kéo nó ra nè, kéo nè. Kéo nè, nghiêng cái tay người ta qua kéo nè, thấy chưa? Kéo nè. Kéo nè. Kéo cái tay của cọ mình nhẹ thôi, đừng có để nó mắc bột. Tại anh chị em mà kéo mạnh cái tay quá nó bị mắc cái cục bột đi là nó không có đẹp nha. Quay mặt khách anh chị em, tự nhiên quay mặt khách em. Quay mặt khách cho nó quýnh vô mặt anh hả? Trời ơi, anh làm live anh nói tiếng Việt cho em nghe rồi anh còn kêu em quay mặt khách nữa cho nó quýnh vô anh hả? Chết luôn á. Không được đâu, nó quýnh anh má anh nhận không ra anh luôn á. Ok, xí, đó. Rồi, xong bây giờ mình bỏ một lớp bột li lên đây là xong nha. Cái màu này là màu Ten 4N13 của Tình Yêu, ok. Rồi, ấy lại. Cọ 27 đồng một cây nha. Cọ của anh là 27 đồng một cây, số 14. Đó, bây giờ mình bỏ cục bột li lên nè, bột li lên. Đó, mình bỏ lớp bột li lên mình phủ nè. Đó, mình bỏ lớp bột li lên phủ. Đó, phủ lại cho nó đẹp. Cái hồi mình vũa nó không bắt bay cái màu hồng đi, không bay cái màu then đi. Đó, đó nè, đó. Thấy chưa, đó. Thấy chưa. Cái bột của mình đắp á, nó phải gọn như vậy á. Hồi mình vũa nó đỡ cực lắm. Nó đỡ đi cái thời gian rất là nhiều. Đó, thấy không. Đó, đơn giản thôi. Bỏ lên. Đó, bỏ lên. Thank you, it's... Thank you, Erika. How are you, Erika? It's a beautiful, right? Uh-huh. Ok, đó. Mình làm từ từ thôi, đừng có gấp. Đó, bỏ lên. Lên kéo. Thấy không? Ừ. À,
anh hay quá, anh dạy dễ hiểu hơn. Ở Việt Nam em coi là làm giờ em cũng làm được mà không đắp bằng anh. Ráng lên, ráng cố gắng lên. Nè, cục bột mình bỏ lên là mình đè nhẹ nó trong cái cuticle này đó, mình đè là xong mình kéo nhẹ, mình kéo vô, mình nghi cái tay mình kéo cái vô cái móng á, làm không bao giờ nó đi ra ngoài hết á. Đó, nail là nghề, nghề lại đẹp. À, anh ơi, muốn mua cái đồ kê tay đó, gọi số điện thoại giùm anh đi em. Số điện thoại của anh là 832-216-7717 đó, anh đọc nãy giờ đó. Cái số đó em mua, em gọi, muốn mua đồ là gọi cái số đó nha. Muốn mua đồ thì em gọi cái số phone đó, đó là sẽ có cho người bán cho mình ha. Đó, kéo nè. Kéo nè, xong rồi. Chùi cái cọ cũng vậy nè, chùi cái cọ nè, thấy không? Nghiêng cái tờ giấy qua nè, nè, cái cọ mình để đây nè, lấy cái tờ giấy nè. Thấy chưa? Banh nó ra nè, dụ cho nó đừng có dính bột ở trong đây nè, thấy không? Đừng có dính bột ở trong đây nè, đó. Ồ, tình yêu không có nói tiền trên đây được, nghe đen này bùi. Tình yêu không có nói chuyện giá trên đây được, thông cảm nha. Tình yêu không có trả lời giá trên đây được. Bên mỗi cái chỗ đó mỗi khác cho nên không có giá, không có giống nhau. Cho nên thấy không, cái cọ khi xong là mình ấy lại, nó trở lại vị trí cũ mình làm. Theo anh thì đắp bột và bột nhúng cái nào ok hơn? Ờ, cái đó tình yêu không dám trả lời đâu, dạ Trương ơi. Cái đó nó cũng xanh xa điệp lắm em. Cái đó nó cũng không có hay gì hết. Mình làm nghề thì mình hiểu thôi, chứ mình không dám nói nhiều. Nó cũng hay. Nói chung á, cái nào mà nó hay là mình tự biết, mình đâu cần phải ấy đâu. Đó. Đó, bây giờ tình yêu sẽ lấy cái móng tay bỏ vô đây. Rồi xong tình yêu giũa nè, giũa xếp nè. Tình yêu giũa xếp rất là đơn giản nè, banh hai cái này ra nè. Đó, dệt hai cái này xuống nè. Giũa nhẹ thôi, đừng có giũa mạnh nè. Đó, giũa nhẹ nè. Xí, đó, giũa nhẹ thôi, đừng có giũa mạnh. Đừng có dùng sức. Thấy không? Đừng có dùng sức nha. Đó. Tình yêu không có dùng sức. Thấy chưa? Không có dùng sức. Đó, không có dùng sức nha. Đó. Không có dùng sức, thấy chưa, là nó nhọn rồi. Ở trên đây mình đừng có đụng cái chỗ này nữa nha, mình đừng có đụng cái chỗ này nha. Thấy không, đơn giản không? Thấy đường nè, bao nhiêu đây chút đó. Đó, thấy chứ, thấy không thấy đẹp không, đơn giản xong một ngón. Em không có đắp bột mà từ khi xem anh làm đâm ra nghiền giờ cũng muốn mua đồ về làm. Dạ, cảm ơn đó. Hello Trung Linh, hello Trinh Linh, khỏe không em? Nhớ không? Đó nè, đó, giũa từ từ thôi, giũa từ từ, đó, giũa nè. Đó, giũa hai cái bên này vô. Đặt cái giũa dưới này nè, giũa nè, đó. Giũa nè, đó. Thank you em, thank you bro. Thấy chưa, mình giũa nó đơn giản lắm, không có gì khó đó. Nhớ đặt cái giũa dưới này, giũa hai bên cái cạnh này nè, là hai bên cái góc này nè. Đừng có để nó bị bén, là nó gì nó sẽ đẹp thôi. Ok. Anh bán nào vậy, tình yêu? Anh ơi, em đã học. Em học đắp bột, à, ok, thích cái đó. Anh bột nhanh khô lắm, anh chỉ em cách làm như thế nào cho bột đỡ khô. Lấy cái tô nước đá em ơi, em ở bên Việt Nam hả? Ở Việt Nam mình lấy cái tô nước đá ra, rồi xong rồi bỏ cái liquid vô trong tô nước đá đó em. Nó sẽ đỡ nha, nó sẽ đỡ cho cái bột bị khô. Nhớ nha. Đó, thấy chưa? Cái đó anh nói thiệt đó Andy, Wendy đừng có cười, anh nói thiệt mà. Wendy sao cười anh vậy? Anh đang nói thiệt lòng á, anh đâu có nói chơi đâu. Tại vì mình lấy cái tô nước đá, mình bỏ cái liquid vô là bảo đảm nó sẽ đỡ cho mình, nó không có bị khô cái liquid á. Nó bị nóng á, cái liquid nó nóng á, làm cho cái bột hai cái nó dễ bị khô lắm. Cho nên mình phải dùng cái nước đá, mình bỏ cái liquid vô. Giờ nó lạnh là bột nó không có khô, chứ nó không phải dẻo, nó đã không có bị khô lại, nó lâu khô á. Cho nên cái thời tiết nó quan trọng lắm nha, cái thời tiết nó rất là quan trọng. Cho nên anh chị em mình nhớ là cái thời tiết nó rất là quan trọng. Ok,
cái đó là mình nói thiệt cái cho không mình nói chơi đâu, cái đó là mình nghiên cứu rất là kỹ đó, là mình lấy cái bình nước đá đó mình bỏ vô cái ly quỳt vô trong cái bình tô nước đá, đừng bỏ tủ lạnh nha, bỏ tủ lạnh cho nó hôi á, nó hôi cái tủ lạnh á không được đâu. À. Đúng rồi, nóng quá thì bột nó mau khô, cho nên tình yêu mới nói là lấy cái tô nước đá đó bỏ cái ly quỳt lên, hiểu không? Cho nên mình phải lấy cái tô nước đá mình bỏ cái ly quỳt lên, nó đỡ nó khô, nó đỡ nóng, nó làm cho đỡ lâu khô hơn. Anh chị em cứ tin tình yêu đi, thì bảo đảm về làm thử đi, nó có quất không là biết liền cái gì. Hỏi tình yêu chỉ đó, chỉ cái cách đó thôi, chứ giờ tình yêu biết làm sao. Ở bên Việt Nam mình thứ nhất là máy điều hòa không có, máy lạnh không có, ok. Đó, mình khi mình vũa xong mình coi là mấy cái xếp của mình là nó đẹp không. Đó, nó rất là đẹp, thấy chưa, nó đẹp như vậy đó, nó mới đẹp được nhé. Yeah, chị Anh Lê nhớ cái đó là những cái kỹ thuật mà em đã nghiên cứu đó. Chị em nghiên cứu cái đó là em có nghiên cứu thiệt đó, chứ em không có nói chơi đâu. Em bỏ vô tô nước đá em đắp nó bê đờ lắm á. Cái tay của người khách nó lạnh á là trừ khi nào nó đi ra ngoài cái thời tiết nó lạnh thôi. Còn cái cơ thể của con người của mình nói nó chỉ là một cái phần nho nhỏ thôi, chứ nó không phải giống như mình nghĩ đâu. Cái tay con khách nó lạnh đâu, cái tay khách lạnh là khi nào nó mới ở ngoài vô nó lạnh thôi, chứ còn mà nói cái tay nó thiệt là lạnh thì đâu có đâu. Nó không có chảy bao nhiêu á, cái phần trăm đó nó không có tỷ lệ bao nhiêu hết á. Tại vì cái thời tiết mới quan trọng, chứ còn cái bàn tay của khách nó cũng không quan trọng bao nhiêu đâu. Nó thật sự mà. Dạ, cái không có chi. Tại vì cái nghề này mình lên mình chia sẻ cho nhau á, thì mình phải có những cái ý tưởng mà thật sự nó chính xác trong cái nghề của mình thì mình mới nên nói, chứ không thể mình nói bừa được. Mình nói bừa nhiều khi về người ta là người ta tưởng là mình nói chơi, mình nói bừa tầm bậy, người ta tưởng thiệt, về ta làm không đúng, nó nguy hiểm lắm. Cho nên á, cái này nó có rất là nó hữu ích trong cái nghề sống, cái cuộc sống của mình á. Cái này nó làm bằng tiền chứ không phải là bằng cái trò chơi, cho nên mình biết cái gì thì mình nói thôi. Chứ tình yêu biết cái gì là tình yêu nói, tình yêu không bao giờ tình yêu nói bậy. Tại vì cái này á, mình chia sẻ cho nhau là mình phải am hiểu về cái đó mình mới nói, chứ còn mình nói tầm bậy tầm bạ thì không được. Người ta nói là một lẽ mà phải đi đôi với thực hành, chứ còn mình nói là ai nói cũng được hết á, ai cũng có thể nói được nhưng mình làm không có đúng. Cho nên tình yêu là quan trọng nhất là cái tình yêu nói làm sao là phải đúng, chứ còn mình nói không đúng là người ta về người ta nghe mình, người ta làm không đúng là nguy hiểm người ta lắm, tội người ta, đúng không? Bên đó người ta đắp hoa hả anh? Đắp hoa gì em? Người bên đây ít, cũng ít đắp, người đắp hoa nổi lắm em ơi, người ta không thích nhiều đâu, nó vướng bận người ta đi làm, người ta cũng không thích. Dạ không có chi, cái đó là em nói lời thật đáy lòng thôi. Còn anh chị em cứ có nhiều người cũng nói với tình yêu là đạo đức giả, cái đó tình yêu cũng chẳng có khen người ta nói gì, cũng không khen người ta nói là ý tình yêu đạo đức giả gì hết á. Tình yêu, ví dụ tình yêu nói vậy cũng đâu có được tiền bạc gì đâu mà tình yêu phải đi đạo đức giả làm gì, lấy tiếng hả? Tình yêu cũng không nghĩ vậy đâu, tiếng tâm gì cái nghề này. Thì chia sẻ cho nhau thì anh chị em thấy hay thì follow thôi, chứ còn tiếng tâm gì nghề này cũng đơn giản thôi, kiếm cơm ngày hai bữa, chứ đâu có cái gì đâu mà ghê gớm. Nhưng mà mình biết là kiếm cơm ngày hai bữa, có nhiều anh chị em cũng cần thiết để chia sẻ cho những cái kinh nghiệm này, để người ta không có bị vướng bận vào khách. Thì những là chủ yếu là vẫn là người khách thôi, chứ còn chủ hay là với thợ với nhau á là trên phương diện là giao tiếp với nhau thôi. Còn giữa cái cách làm là do cái người khách này nè, cái người này mới là quan trọng nè, là cái customer that pay for me đó. Cho nên mình phải làm sao cho cái người khách này thật sự họ happy, họ thật sự là really happy có cái khi mình làm, đúng không? Còn cái giữa người chủ và người thợ là những cái cách cư xử thôi. Còn cái vụ người ta là tại vì do mình làm quá dở, mình làm mình không có đã dở rồi còn cãi nữa, thì đương nhiên người chủ sẽ không thích thôi. Ví dụ như mình có tay nghề thì không có người chủ nào mà mình nói nặng nhẹ mình hết á, đúng không?
Cho nên mình làm nghề gì cũng vậy, mình phải biết được cái nghề đó nó thật sự nó quan trọng đối nào cỡ mình như thế nào, thì mình làm bảo đảm là người chủ không bao giờ nói mình được hết á. Còn cái mình làm sai thì người chủ mới nói mình thôi. Cho nên nghề là chén cơm, đúng lại nghề là chén cơm là mình phải làm cho nó đúng cho cái nghề của mình. Thứ nhất là cái người khách này nè, người ta trả tiền cho mình nè, là người ta phải happy, người ta vui vẻ đó, người ta vui vẻ người ta trả tiền cho mình đó. Tình yêu giữa bằng cái đầu giữa này nhọn nha, tình yêu giữa bằng cái đầu giữa nhọn. Thật sự ra không phải đâu anh chị em ơi, không phải là người ta chỉ đâu anh chị em à. Tại vì mình nói đi nói lại, tại vì có mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Tình yêu chia sẻ luôn, có những người người ta ích kỷ, người ta sợ mình vô, người ta lấy mình lấy cái nghề của người ta là mình đi ra chỗ khác mình mở tiệm. Tại vì người ta nghĩ đơn giản, nhưng mà chính người ta nghĩ cái điều kiện đó, chính vì những cái người đó người ta nghĩ vào cái điều kiện đó thì bảo đảm người ta sẽ bị mất thất bại là sao. Người ta không có người làm, không có người nào thật lòng với mình hết. Cái người Việt Nam của mình đó, mình nói thật với nhau á, mình nói trên phương diện, nói thiệt trên phương diện là người Việt Nam mình sống rất là tình nghĩa. Ok, sống rất là tình nghĩa. Nếu như mình đối đãi với người ta bằng cái lễ nghĩa thì người ta sẽ đối đãi là mình bằng lễ nghĩa. Thật sự hiếm có những người nào, cũng có những người xấu, tình yêu không có thể là tình yêu nói hết bao gồm mà không có người xấu. Nhưng mà cái tỷ lệ người xấu nó rất là ít, chứ nó không bao giờ nhiều được hết á. Đó là thật sự mà. Cho nên á, mình cứ ví dụ mình có biết tay nghề giỏi, mình biết tay nghề mình giỏi, giống như tình yêu cũng vậy, cũng nhận mấy em ở đây. Mấy em làm cho tình yêu là tình yêu chỉ nghề hết, tình yêu không có giấu nghề, chỉ hết tất cả cho những người ở đây. Tình yêu không bao giờ giấu một cái nghề gì hết. Thật sự ra tốt bụng hay không là do cái cách suy nghĩ của mình. Ví dụ bây giờ mình nói đơn giản thôi, bây giờ mấy đứa em ở đây mình không chỉ nghề cho nó làm dở khách vô cầm lên là khách của mình, đó là khách nó bỏ đi chỗ khác cũng vậy thôi. Bây giờ mình có hai tay mình đâu có làm hết được, đúng không? Mình có hai tay giờ mình ôm cái bộ neo như vậy cả tiếng đồng hồ, giờ 5-7 con khách vô ai làm nổi cho mình, ai làm cho mình? Bây giờ mà làm xấu quá thì nó cũng không chịu, nó đợi mình thì nó không, cũng lâu quá nó không đợi nổi, đúng không? Thì mình phải nên training cho những cái người thợ đó, họ làm cho mình. Ví dụ họ có income, họ có đủ tiền, họ sống dư giả thì họ không bao giờ họ nghĩ chuyện khác. Tại vì có những người tại vì người ta bị áp bức, và những cái suy nghĩ của họ nó làm cho người ta, những cái điều mình làm nó làm cho người ta suy nghĩ một con đường sai, là người ta đi ra mở tiệm thôi, đúng không? Cái đó mình nói thiệt. Cũng có một số người người ta cũng muốn làm thấy ồ tại sao mình làm được mà người ta vẫn phải làm được, thì cái chuyện đó mình không nói. Nhưng mình đang nói trên phương diện là mình muốn kiếm một người thợ mà giỏi trong tiệm mình. Mình đừng có nghĩ là người ta đi ra mở tiệm nail là người ta sẽ thành công, chưa chắc đâu nha, đừng có nghĩ vậy nha. Thật sự ra mấy đứa em ở đây tình yêu chỉ hết nghề luôn, tình yêu chỉ nó bằng tận tâm. Nếu mà nó có không làm cho tình yêu nữa đó, nó đi ra chỗ khác nó làm á, thì nó cũng có cái nghề, người ta không có nói nặng nói nhẹ nó. Cái đó là cách suy nghĩ của tình yêu đơn giản thôi. Thí dụ bây giờ nó đi làm ở đâu cũng vậy thôi, đi làm ở đây ở đất Mỹ này chỗ nào cũng chia 6-4, chỗ nào cũng có income cao thì nó làm. Nhưng mà thật sự ra nếu tiệm mình có income cao tội gì nó đi chỗ khác, đúng không? Thí dụ nhiều khi chưa hẳn nó có nhiều cái bên trong nữa, là mình đối xử người ta bằng cái lễ nghĩa, bằng cái tình cảm anh em, thì có thể là nó không bao giờ nó đi ra ngoài đâu. Tại vì sao? Mình đối xử tốt với nó mà, mình đâu có đối xử xấu đâu, đúng không? Con người thì đương nhiên nó cũng có cái suy nghĩ, cái tình cảm trong đó nữa, đâu phải trong vấn đề tiền nó cũng phải có tình nữa chứ. Đó. Hello mọi người, hello. Đó, tình yêu hôm nay cũng chia sẻ, nói về ngành nail, tình yêu cũng biết chút kinh nghiệm, tình yêu chia sẻ thôi. Chứ tình yêu cũng chẳng có hay ho gì, thật sự là như vậy. Cái gì tình yêu biết là tình yêu nói thôi. Ok, bây giờ tình yêu sẽ giũa cái đầu giũa gốm ha. Tình yêu giũa cái đầu giũa gốm nè. Cái đầu này là cái đầu giũa gốm. Tình yêu sẽ mài cho nó mịn nè. Anh chị em nhớ mở số 4 hoặc là 4:30 mà giờ đừng có đè cái đầu giũa, để cho nó chạy nè, thấy không? Để cho nó chạy nè, banh nó ra nè, đút nó vô, nó nhẹ chạy luôn. Chạy sơ qua thôi, trong đây mình đã chạy rồi, mình không có chạy nhiều nữa. Đó, mình chạy sơ cho nó láng thôi. Thấy không? Đó, sơ cho nó láng thôi. Đó,
rồi tình yêu giữa này đó, giữa này đó, thấy chưa? Thật sự là như vậy, không phải là mình lên đây mình nói để mình để kiếm một cái like, hay là mình lên đây mình làm để mình làm một người nổi tiếng gì đâu. Nhưng mà thật sự tâm cái ý cái sự làm của tình yêu á, thứ nhất là tình yêu chia sẻ, mà tình yêu cũng có bán đồ, cũng có cái lợi nhuận của tình yêu trong đó. Đương nhiên một người bán đồ phải có lợi có nhuận thì người ta mới làm, đúng không? Mình cũng bao nhiêu người khác thôi, cũng bán hàng để kiếm sống. Thì nhưng mà cái quan trọng của mình lên đây mình làm like á, là thật sự là mình phải chỉ cho người ta biết cách làm trước. Người ta thích cái sản phẩm của mình rồi người ta mới mua cái sản phẩm của mình, chứ không phải anh nói ở lên đây là cái sản phẩm của anh vậy là người ta sẽ tin anh. Tại vì người ta thấy á, tiệm nail nào cũng vậy thôi, người ta muốn thấy cái gì người ta phải thấy trước, người ta thấy những cái này trước. Ồ, cái anh này anh làm đẹp nè, cái anh này anh làm hay nè, thì người ta mới bắt chước vào cái cách của mình để người ta mua đồ về người ta làm, đúng không? Nhưng mà tình yêu thấy anh chị em lên coi like của tình yêu rất là nhiều, lúc nào tình yêu cũng chỉ rất là tận tình. Tại vì sao? Cái đó là tình yêu nói thật. Có những người trong đây coi là những người ở bên Việt Nam chưa từng mua đồ của tình yêu, mà cái tỷ lệ mua đồ nó chỉ là một con số nhỏ thôi, nó không có lại con số lớn. Nhưng mà tình yêu vẫn làm like mỗi ngày. Là tại sao? Tình yêu muốn anh chị em hiểu được cái nghề nail của mình là nó rất là quan trọng. Là tại vì sao? Cái này là cái chén cơm. Mình đừng có nghĩ nó là trò chơi. Mình tới tiệm là mình làm xong rồi mình đi về, hết công việc của mình là mình kiếm tiền thôi. No, cái trách nhiệm của mình làm một bộ nail nó còn trở lại 2 tuần sau nữa. Đừng có để nó bị hư móng tay, đừng để nó bị lỡ hở móng tay, nước nó vô rồi mình làm cách nào để cho nó đừng có, cho nó giữ chắc, mà móng tay làm sao phải cho nó đẹp. Nó có nhiều phương diện lắm, nó có rất là nhiều phương diện để cho mình làm để cho nó đẹp lắm. Chứ không phải là vấn đề là ok tôi làm đẹp cho nó, nhưng mà thật sự khi mình làm đẹp nhưng mà thật sự ra khi mà 2 tuần trở lại nó hở tùm lum hết, lúc đó có đẹp đâu, đúng không? Tình yêu nói đúng không? Có nghĩa là khi mình làm đẹp là một phần, phải bảo đảm được bộ tay cho nó chắc bền nữa, chứ không phải là bộ tay đẹp không đâu. Tình yêu để cái phone ở trên cái đèn. Tình yêu có một cái đèn nó bự như vậy, cái bảng đèn nó bự như vậy, tình yêu để cái phone lên đây. Hiểu không? Ok, có nghĩa là tình yêu để cái đèn, cái bóng đèn ở đây nè, cái bóng đèn ở trên cái phone nó bự, cái bảng nó bự như vậy nè, tình yêu để cái phone lên đây. Để cái phone nó lên trên đây thì bảo đảm là cái phone nó không có rớt, là nó chiếu trực diện xuống. Ok. Gì cơ? Cho nên khi mình làm live á, mình phải mở cái đèn, mình bỏ cái lên trên cao, nó thấy rõ, từ nó trực diện xuống như vậy nó thấy toàn diện hết cái móng của mình. Mình vũa hay bất cứ gì mình cũng thấy rõ hơn. Chỉ có cắt cái pin and wire là không thấy thôi. Cắt pin and wire là tình yêu phải nhờ người ta coi, nhờ anh em trong đây tới cắm cái phone giùm. Còn ví dụ tình yêu làm mấy cái này là nó thấy rõ lắm, nó thấy rất là rõ luôn. Mình vũa cũng vậy nha, mình vũa mình phải banh cái tay người ta ra nè, đó, mình vũa mình banh cái tay người ta ra đó. Bên đây mình phải vũa hết qua bên đây nè, chứ đừng có phải vũa sực sờ cái nha. Nhớ là cái đầu vũa này đừng có đè. Anh chị em đừng bao giờ đè cái đầu vũa này nữa, để cho nó chạy qua chạy lại nè. Rồi mình đặt cái vũa dưới này là mình vũa nhẹ thôi, đừng có đụng cái mũi nhọn đó nữa. Thấy chưa? Đừng có đụng vào cái mũi nhọn đó. Đó. Là bảo đảm anh chị em thấy nó láng không? Nó láng một cách mình đâu có vũa nhiều đâu mà nó láng, nó sạch đẹp. Hello Jennifer Thang. Cái tay của mình là vũa nè, mình lúc nào mình cũng đỡ cái tay này ở dưới đây, đỡ cái móng ở chỗ này, đó, đỡ đây, nó không có vô tay mình đâu sợ. Rồi khi mình ấy xong là mình phải banh nó ra như vậy, mình để vô rồi chạy liền, mình đừng có nhấp như vậy nha. Mình đừng có nhấp như vậy mà mình bỏ vô là mình chạy luôn. Đó, mình đè mình banh cái này ra là mình bỏ vô là mình chạy luôn. Mà đặc biệt nhất là đừng bao giờ mình đè cái đầu vũa này, để cho nó chạy nè. Thấy không? Mình để cho nó chạy nè, mình cái cổ tay của mình nghiêng qua thôi, cái cổ tay của mình đó, cái cổ tay mình lắc cái cổ tay. Xin chào Ngọc Diễm. Dạ có chị ơi, em có dạy ở cái lớp ở Houston đó, cho những người nào chưa từng làm và những người đã làm rồi đó, nâng cao tay nghề đó. Thì em có cái lớp ở Houston ngày 25, 26, 27 đó.
Em còn có mấy chỗ à? Anh chị em nào muốn đi học thì đăng ký cho tình yêu. Anh chị em nào muốn đi học thì đăng ký lớp tình yêu ha. Dạ cảm ơn nha chị. Cái móng tay này á gọi là móng sờ lê đồ, có người Mỹ người ta gọi là móng, Việt Nam mình gọi là móng nhọn, nhưng người Mỹ nó gọi là sờ lê đồ ha. Sờ lê đồ này nó nằm trong những cái móng mà nó rất là đẹp ở trong cái kiểu mẫu, nó gọi là cái này cũng là gọi là dạng new style đó, nó cũng là một new style của cái móng tay á. Cho nên người Việt Nam mình có những người không làm nail họ không hiểu được cái móng này là cái móng gì, họ nói cái móng này đi đánh ghen hay sao. Không phải, mấy anh chị em đừng nghĩ như vậy, cái đây là có những cái cách cái móng của người ta thích cái móng nhọn. Đó, cái móng này nhiều khi đôi lúc về nó cũng rất là cẩn thận nhưng mà nó thích, có nhiều người họ thích đeo cái kiểu này. Để chị biết không, nhiều khi lâu lâu chồng họ ngứa rồi họ đem ra họ gãi rồi chơi cũng đỡ buồn. Đó, chồng của họ thích hay là bồ của nó thích nó đem ra nó gãi cho đỡ, nhiều khi mà có thằng đó mà nó cà chớn nó chọt cái con mắt ra lủng cái mắt của nó luôn. Thấy không? Nhiều khi nó cũng đúng đánh ghen đồ cũng bậy bạ rồi cũng quất lắm ạ. Đó, nhớ không? Banh nó ra là nhớ mình banh cái tay nó ra, mình để đừng bao giờ đè cái đầu dũa, là không bao giờ nó ăn vô trong tay người ta hết. Đừng có bao giờ run, tâm lý thôi, cái đó gọi là tâm lý. Em đừng có bao giờ em sợ, cái tâm lý của mình phải vững. Em nào mới nói cầm cái đầu dũa lên là run, đừng bao giờ, ok. Tâm lý của mình phải vững chắc, cái đầu dũa không có làm cái gì cho mình phải sợ nó hết. Trừ khi nào mình cắt tay nó mình mới sợ thôi, chứ đầu dũa làm gì sợ, ok. Mình nói đơn giản là mình đừng bao giờ cắt vô tay của nó, mình nhớ banh da banh thịt nó ra, mình dũa mình đừng có giày nè. Cái tay thì cầm giày mà cứ ở ngoài này cứ nhấp đi đâu vô trong đó chi vậy, cái tay mình cứ để thẳng, bỏ nó vô chạy cho nó chạy bình thường thôi. Nhớ là mình đừng có đè nó được rồi, mình đừng có đè cái đầu dũa, mình để cho nó chạy, không bao giờ nó ăn vô tay khách. Đó, mình đừng bao giờ mình đè cái đầu dũa đó, mình để nhẹ nhàng thôi, để nhẹ nhàng vô mình dũa, thấy không? Đó. Nhiều công dụng này, bữa nào là một bộ giống vậy. Đó, thấy chưa, tình yêu làm rất là gọn gàng, sạch sẽ, mà tay của cô này cũng đẹp nữa. Cái móng tay rất là đẹp luôn, mình dũa rất là dễ thương. Dũa rất là sướng, dũa rất là đã. Tại vì cái cuticle người ta có cái móng thật, người ta đẹp á. Cho nên khi mình đắp bột lên, mình dũa nó rất là đẹp. Nhìn cái cuticle rất là ok, rất là sạch sẽ. Tí nữa mình bỏ hộp xoàn lên là nhìn nó là mê ly luôn. Đó. Dạ, cái gì cũng vậy anh chị em, cái gì nó cũng phải trải qua nhiều cái giai đoạn rồi mình mới kiếm được tiền, chứ đâu có ai mà đâu có dễ dàng gì kiếm được đồng tiền. Nó phải ngồi đây ít nhất phải cả tiếng. Nói chung là mình phải có cái nghệ thuật đó, cái nghệ thuật thì nó phải dẫn đến vấn đề thời gian thì nó mới làm cho con người mình đẹp được, và thời gian nó làm cho con người mình điêu luyện đó, làm cho con người mình điêu luyện, nó càng ngày nó càng đẹp hơn, đi càng ngày càng xa hơn đó. Đừng bao giờ nghĩ cái thời gian nó đối với mình là quan trọng. Mình đừng có nghĩ, mình đừng có chạy khách làm gì, mình cứ bình thường mình làm một bộ nail rất là bình thường, đừng có để cho nó ảnh hưởng tới vấn đề là đứt tay khách và làm bộ nail không đẹp, rồi nó còn có những cái về sau nữa là khi khách nó đi nó trở lại nữa anh chị em, ok. Cho nên mình phải cố gắng lên. Nguyễn Anh tình yêu không có nói giá trên đây được nha anh chị em. Tình yêu không bao giờ nói giá trên cái video của mình được, tại vì mỗi chỗ mỗi khác, mình không thể nào mình nói giá nha, mình không có nói giá được. Beautiful. Yes, I love it. I put a diamond on more pretty, huh? Mm-hmm. Đó, tình yêu làm, thấy không? Tay chân của tình yêu rất là xấu. Tại vì sao? Cái này là mang tới cái lợi ích cho mình, cho nên mình phải hy sinh cái bàn tay của mình để mình kiếm tiền.
Đó là thật sự là như vậy, không có người nào mà làm nail mà bàn tay đẹp hết á. Hello Lôi Nguyễn em, hello. Hello, hello Lôi Nguyễn, hello chị, hello anh. Đó. Thật sự ra mình phải hy sinh cái bàn tay của mình. Là tại vì sao? Kiếm tiền mà. Sao không hy sinh được? Đúng không? Một chút anh có về không anh tình yêu? Anh về đâu em? Về nhà em hả? Hả? Không, chút nữa anh không có về đâu. Anh đâu có về làm chi em? Go wash your hand, baby. I love you, baby. Thank you. Hello Nguyễn Thái. Ok. Chính xác, làm một bộ nail là phải có một kèm theo cái thời gian mà khi khách nó quay trở lại nữa, chứ không phải là bộ nail bình thường giống như mình nghĩ làm xong là hết trách nhiệm, không có đâu. Nó có nhiều thứ bên trong lắm nha. Giờ tình yêu sẽ gắn hộp sờ cho cái cô này. Đó, tình yêu dùng cái chu đi treo với cái top này để gắn hộp sòn này. Đó, tình yêu dùng cái này để gắn hộp sòn. Size số 10. Nó size số 10 thôi. Ở số 10 như là size số 7. Đó. Lấy hai ngón thôi. Two nail for this one. Just two nail. Okay. Lấy cái đèn cho anh dùm. Cái đèn ở sau lưng em. Hello. Bộ của chú màu. Bà xích xa xa ra cho anh dễ. Bỏ cái miếng lên đây. Yeah, đó. Cái đó để kê tay có màu khác không Uyên? Dạ có chị. Có màu trắng đó chị ơi. Trời ơi, một bộ nail anh mới làm chưa được có tiếng đồng hồ mà em mới ngủ đó, tim một giấc chưa xong, em ngủ đâu mà giữ gì em. Anh mới làm có một bộ nail có chút xíu mà em kêu là một giấc chưa xong. Bó tay em luôn vậy à. Em đừng có chơi anh nha. Đi ngủ nữa đi em. Ok, mình dùng cái treo mình vuốt hai bên này vô nè. Đó, vuốt hai vô, đừng có để nó mắc cái xếp của mình nhé. Vuốt vô xong rồi mình dùng cái top này mình bỏ lên. Tại cái hộp sòn này nó nhỏ, không cần phải chét dày lắm đâu. Chét vừa nó vừa đủ là được rồi. Đó. Thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Ok, rồi mình quét vô hai bên này lại một cái nữa. Rồi mình lấy cái hộp sòn này mình bỏ ở giữa nè. Đó, ở đây. Ok. Đó, mình bỏ hai bên mấy cái này bên hông. Đó. Thấy chưa? Để sát cái hộp sòn vô. Xong là mình lấy cái đèn nhỏ đâu, mình hơ nó một cái đi. Đó, cái đèn nhỏ nè, cái đèn này nè. Mình hơ nó một cái. Cho nó khô. Đúng rồi, bên tình yêu là 8 giờ. Tình yêu mới làm bộ nail cho nhỏ này chưa được 1 tiếng đồng hồ mà. Tình yêu làm cho cái cô này chưa được 1 tiếng. It's not 1 hour, yes. Thấy không? Giờ tình yêu làm bên đây. Đó.
Đó, bỏ lên nè, bỏ đẩy sát vô trong da đó, cái cục, cái miếng treo này nó phải dày nè. Thấy tình yêu, để nó dày bên trong không? Dày không? Thấy nó dày không? Đó, để khi nó dày nó lúng ngay xuống cái treo này nó mới chắc được. Còn ở ngoài này là tình yêu chỉ có bôi cho nó mỏng thôi chứ không, nó không có tác dụng gì bên đây hết á. Để tình yêu coi, người ta nói 1 tiếng 20 phút hả? 1 tiếng 20 phút hả? Rồi ráng đi, ráng thêm 50 phút nữa. Chẳng 2 tiếng em. Đó. Nhớ sơn cái top cho nó đẹp nha, cho nó đều nha, cho nó ra cái shape nó mới đẹp nha, chứ không phải mình làm ẩu nha. Mấy cái này nó còn quan trọng lắm á, khi mà nó khô lại đó, nó không có đẹp là không có được đâu á nha. Lấy cục này đè nó xuống, là đè xuống cái treo nè, đè nó xuống đó, bỏ lên cho nó sát vô, cho nó sát vô trong cái cuticle nè đó, cho nó sát vô đây đó, thấy chưa? Thấy nó đẹp không? Đó là lấy cái đèn hơ nó một cái. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Dạ, cái hũ tròn tròn là treo dính đá. Cái hũ đó gọi là Judy treo á chị. Cái này là chị ơi. Cái này là Judy treo để gắn đá nè chị. Trong này nè, nó có gọi là treo gắn đá đó. Đó, treo gắn đá. Rồi cái này anh bỏ top lên hai cái đi chung luôn. Giờ mình lấy cái treo này mình bỏ lên nè. Đó, bây giờ mình bỏ lên nè. Cái hộp này mình lấy dài thì mình nhớ nha, mình bỏ ở đây. Đó. Mình bỏ cho nó dày nè. Đó, mình bỏ cho nó dày ra cái mũi nhọn này luôn nè. Can you do all of them with little diamonds? No, not all of them. I do this one more better. Not all of them. They see the color. Oh, okay. You know what I'm talking about? Mm-hmm. Just do the. I do for you the beauty. Make the better. Là mình đưa hai cái này vô cho nó dày nè, cho nó đẹp nè. Ok, nhớ bỏ cái top lên nha. Ok, ok, xong rồi mình chùi một lần nữa cho nó đẹp đi. Ok, đó rồi mình lấy hộp xoài mình bỏ lên nè. Wow, it's so beautiful. Hết pin, bỏ vô đây.
nó hết pin rồi, giờ mình phải làm bên đây thôi. Sơn thóp này hơ đèn xong có bị rít không tình? Không có, bỏ chính vì anh cho nên anh bỏ cái này nè. Anh bỏ cái này lên, xong rồi anh bỏ cái thóp lên, nó làm cho cái treo ở dưới nó không còn rít nữa em. Nó bóng luôn em, là nó dính luôn, nó với hai cái nó hợp lại nó sẽ bóng lại em. Hiểu anh nói không? Em hỏi câu nói đúng á. Tại vì anh phải làm như vậy thì cái treo trên cái treo này nó không có rít em. Hiểu không? Hiểu anh nói không? Là em làm em bỏ cái thóp này lên cho nên nó không có bị tích kỳ nữa. Đó, anh bỏ cái này lên nè. Đó, anh bỏ cái này lên nè, nó làm cho khô cái màng ở đây luôn. Hiểu không? Cho nên chính vì câu hỏi của em là chính xác á, câu hỏi của em rất là chính xác. Anh bỏ cái này lên là nó đẹp. Ok, anh bỏ cái này lên là bảo đảm là nó sẽ đẹp mà nó dính luôn, nó không có bị tích kỳ nữa. Put in one more time, baby. Hiểu tình yêu nói không? Chính vì cái này đó, cái câu hỏi nó đúng á, nó không có bị tích kỳ nữa, nó dính luôn mà nó chắc luôn, nó đẹp luôn. Nó không có ấy nữa. Đó. Không có sơn luôn, để gì là xong luôn, không có sơn nữa. Xong là như vậy là xong luôn đó. Đó, như vậy là xong luôn. Anh ơi, anh ở đâu em muốn mua cái bút trắng đá? Anh gọi số điện thoại cho anh đi em, 832-216-7717. Dạ có, anh chị em ship qua châu Âu là chuyện bình thường, ship qua cái gì? Hỏi Uyên. Dạ, hỏi Uyên á, Uyên có làm đó. Đẹp không? You love your nail, huh? Yes. It's the color beautiful. Mm-hmm. Tình yêu cho biết bột đang làm là số mấy vậy? Hả? Bột. Hai cái màu này. Hai cái màu này á em, hai cái màu này là cái màu màu này là cái màu C3. Còn cái màu trên này là 104N13. Cái màu này là 104N13 với lại C3 là lavender nha. Hai cái màu này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Anh đọc lại số điện thoại giùm em. 832-216-7717. 832-216-7717 nha. Tình yêu viết số điện thoại order rồi kiếm lên kênh cho mọi người dễ xem. Phá hoài. Đẹp quá chị không nổi. Quá trời đẹp rồi. Thấy tình yêu làm bộ nail không? Rất là tỉ mỉ từng cái một, từng chi tiết một nhỏ ra nó sẽ ra đẹp nha. Đừng có nghĩ là mình làm nó lâu, kệ nó. Một bộ nail mình làm lâu mình ăn nhiều tiền, cho nên mình phải làm từ từ chứ không có cách nào hết á. Mình làm lẹ cũng không được nữa, tại vì mấy cái này á, mình không có làm lẹ được đâu. Mình làm lẹ là nó bị hư bột hư đường hết à, nó không có còn không có đẹp nữa. Bao lâu hộp xoàn mới rớt ra? Trời ơi, nó lại em gỡ nó mới ra chứ sao nó rớt được. Nó lại mình phải gỡ nó ra nó mới rớt, nó mới sạch được em ơi, nó mới ra được chứ không thôi nó đâu có ra được. Treo anh đang chải là gì vậy? Cái này là hãng của hãng Mitsu Top and Judy Treo của Mitsu nha. Tính đi anh vô đi. Đi về ngủ đi em. Đẹp quá. Ok. Beautiful. Bỏ này qua bánh anh coi. Chạc đi. Bộ nail nhìn đã con mắt không sòn sướng luôn. Treo anh đang quét là treo gì? Không bao giờ em coi được từ đầu. Sao vậy Kim Phụng? Em ráng cố gắng coi được từ đầu đi. Ráng cố gắng lên coi có bấm chữ follow đó. Bấm cái chữ follow là nó theo thôi, chứ gì đâu mà coi không được từ đầu.
Mình phải coi từ đầu mình mới hiểu được chứ. Đó, em bỏ cái thớt này lên là có nghĩa là nó khi cái thớt này nó khô quá, nó làm cho cái treo ở dưới không còn tích kỳ nữa, mà hai cái nó chạm vô nhau là sẽ cái hộp sòn này nó dính chắc nè, không? Tại anh đè nó sát xuống dưới cái treo này nè, đó. Anh đè nó sát vô, nó đè nó sát vô nè. Thấy không? Tuyệt vời luôn. Đó. Đó, ngón cái nè. Để cho nó sát vô. Nó sát vô trong cái chân này nè. Thì nó không bao giờ nó rớt ra được hết. Đó. Thấy không? Thấy chưa? Đó, nó sát vô trong cái da nè. Đó, để nó sát vô cho nó đẹp. Ok. Thấy chưa? Khi mà nó khô lại nó dính cứng ngắc à. Dính cứng ngắc à, chùi không có ra. Em bỏ treo xong bỏ cốc lên sao hơi đèn xong nó vẫn còn dính dính. Em bỏ cái thớt nào mới được chứ? Cái thớt đó của hãng nào anh không biết. Hai cái màu đẹp ha. Hai cái màu là quá đẹp luôn á. Ra nó giống như một cái gì đó. Nó lạ lạ luôn. Nó khác với những người. Anh kết nhất là cái móng móng nhọn này, nó dễ thương. Cái móng nhọn nó đẹp. Hello hello chị, hello khỏe không chị? Móng nhọn này. Khó làm. Không có khó đâu. Có chiêu là dễ. Đó, mình quét từ từ mình đè cho hộp sòn nó chắc xuống, đừng có gấp. Mấy cái hộp sòn này mình không có đè chắc nó không có đẹp đâu á. Ok, quay đi. Thấy không? Khi nó ra nè, thấy không? Úi da, ôi nó đẹp, chịu không nổi luôn. What? Anh biết phối màu. Đó. Giờ mình lấy cái này mình chùi cái này nè, chùi cái hộp sòn nè, đó, chùi hộp sòn. Yeah, sòn nó bóng lên á. Úi dài da. Ok. One more. Tấm. And one more over there and then. Mở nhạc lên, xung tụ nè. Trước sau gì cũng trễ rồi. Rồi coi cái chiếu nha. Không có mở nhạc Mỹ được cưng. Không có mở nhạc Việt Nam thôi, nhạc Mỹ nó lót á. Nhạc Mỹ nó lót Facebook á. Bản quyền, nhạc Việt Nam thôi. Chứ mà mở nhạc Mỹ là xong luôn á. Sao? Nó lót. Nó lót anh, nó lót anh một lần 24 tiếng rồi. Nó qua đền anh rồi. Nó có cái copyright á. Bản quyền. Không có xe lâm hợp. Nhớ đè nó xuống, đè hai bên đây nó xuống, đè nó mạnh xuống. Đè nó xuống, xế, đè cái hộp nó xuống. Không, ý nó mình không phải nó làm like. Mình không mở nhà. Mở nhà, ồn thấy mẹ. Ồn. Đẹp không? Xin lỗi em chịu không có nổi đó. Tí ra nữa. Sang quá ha. Sang bà cố luôn. Ở Việt Nam em thấy nhiều bạn dính đá khối to quá không hợp với tay tí nào. Không có đẹp lắm em. Cái đó so mấy người ta phối thì đẹp lắm á. Phối mà không thấy cái móng tay đâu, thấy bông không à. Để hỏi mình trắng đá bằng lòng gì. Trả lời rồi.
Chia bằng treo Mitsu em ơi, bằng hãng treo Mitsu, hãng Mitsu. Ok, one more. Ok. One more time, done. Ok. Anh dạy kỹ và đẹp quá, cảm ơn. Đúng rồi, tình yêu rất là kỹ vấn đề này nha. Tình yêu làm rất là kỹ, kỹ lắm. Mất thời gian bao nhiêu tình yêu cũng ngồi đó. Tình yêu không có làm ẩu được. Làm ẩu, không có làm ẩu được. Ok. Cái này nữa tí mà chụp hình ra là bảo đảm luôn á. Tê tái, tái tê luôn. Dùng hết 9 phần công lực để chụp hình. Đó, mình quét cái này nó dày dày chút nha. Tại vì cái một này hột bự á, hột tròn, hột dài á, mình phải quét nó dày, quét nó vô nè. Tay phải chùi vô giấy, nha không? Chùi vô giấy. Đó, chùi vô giấy. Nhớ bỏ cái top lên nè. Cho em xem hàng chục được không anh tình yêu. Cái gì? Cho xem hàng chục được không. Xem gì? Cái hàng, chắc cái hàng, hàng top cái hàng, hàng. Ồ, từ từ anh gắn cái hộp xong này anh đưa cho em coi ha. Anh xài treo cho xoài loại gì vậy anh? Loại em xài mắc quá trời. Loại em xài loại gì mà mắc ghê vậy? Anh xài loại này cũng mắc lắm em ơi. Da anh da châu bò mà gheo vô chị em. Da của anh là da châu bò cho nên anh không cần phải đeo bao tay. Anh là người gì vùng quê á, cho nên không có cần. Xin mở lấy từ châu Á qua tới châu bò. Bà đừng có dìm hàng vậy nha bà. Quýnh bà bây giờ đó. Anh dùng treo gì chỉ em mua với anh chị. Gọi số điện thoại 832-216-7717 em. Số đó số của anh đó, em gọi anh bán cho em. Sau khi gắn đá thì đèn bao lâu bà tập nhiên? Một phút. Một cái một phút, một cái một phút, một cái một phút. Như vậy là bảo đảm với em là chắc như bắp. 7717 hả? Hộp dài 7717 quá anh. Một hũ có bao nhiêu hộp? 2167 hả? 2167717832. Đẹp không? Thích không? Hỏi là cái hộp dài đẹp quá. Một hũ bao nhiêu hộp? Một hũ đâu, cái này bán hộp theo từng hộp nha. Tình yêu chứ anh chị em cứ gọi cho tình yêu đi rồi tình yêu sẽ cho biết giá. Cái này, cái này là một hộp như vậy là mấy chục sen chứ tình yêu đâu có bán nguyên một hũ. Một hộp như vậy là mấy anh chục mua sen. Nhiều anh shop qua xin được không? Được, bao nhiêu anh cũng shop qua xin. Xin là ở đâu em? Xin ơi, xin anh không cho đâu. Singapore. Ở Singapore hả? Tưởng xin anh chứ anh không cho. Xin không cho. Xin anh không cho, mua anh cho sống xin nha. One more time, baby. Tìm mình ở đâu vậy? Tìm mình ở đây nè em, ở bên tay trái em. Tìm qua là bên tay trái. Nếu mà anh là lộn người, anh bên tay phải. Tìm á hả? Hay là em nói tìm, em phải nói cho rõ. Mình gắn đá bằng keo
đắp với thóp bền không anh? Bền lắm em, chắc rất là chắc, chắc dễ sợ lắm. Cái này nó với cái đó, hai cái nó đi hợp với nhau, nó chắc ghê lắm, nó chắc ghê hồn luôn. Ok, xong rồi giờ mình lấy cho xi một chút dầu ha, cho nó thơm đó, trước khi mình làm chớp chớp đó. Đây mình bỏ dầu nè, đó, mình bỏ dầu nè. Trời ơi nó đẹp, đồ quỷ. Anh inbox cho em nha, em muốn em gọi cho anh đi em, anh đâu có inbox cho ai được em, anh đâu có biết ai đâu mà inbox. Em muốn em gọi cho anh nha. Em có số điện thoại đó, 2832216777 đó em gọi cho anh đi. Thóp đó làm chrome được không? Được luôn, cái gì cũng làm được hết. Thóp này làm chrome là hết sảy và bảy luôn. Số điện thoại của anh được không? 832216777. Trời ơi nó đẹp. 16 7717. Like it huh? Yeah. Very beautiful. Ui chú 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 chú. Okay, think so. Chắc là vô, chắc cái đèn nhà mình cái vô, vô. Chớp nha, chớp nha, chớp nha. Hello Ryan. Hello Ryan, em yêu của anh. Chị về Việt Nam không? Chị về Việt Nam hả? Rồi không biết đâu, khi mô mà hằng này mới được, không biết đâu. Không, chị Việt Nam anh không có xịp đâu. Ok, rồi mua áo. Ok, wait, hold up. Mở nhạc nha. Nhạc quê hương nghe chơi chơi. Xin bye bye nha, chúc anh chị em một buổi tối vui vẻ, tình yêu về ăn cơm, ok. Chờ chúc chị em coi like, tay chị em đã coi like của tình yêu nha. Bye anh chị em, bye bye. I love you all, bye guys, thank you.